Xin chào anh chị em đang xem kênh YouTube của Hiếu Hiền.vn. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ trải nghiệm cái tay cầm chống rung một chiếc gimbal Moza Mini dành cho điện thoại. Như anh chị và các bạn thấy ở đây thì cái hình dáng bên ngoài của chiếc Moza Mini nó như thế này và có phần lạ mắt hơn so với những cái tay cầm chống rung khác dành cho điện thoại. Thì ở đây nó sẽ có một cái đường dẹp như thế này để những anh chị nào mà cầm vừa tay và dễ chịu hơn. Về nút nguồn của Moza Mini thì đã ở bên ngón tay trái, thì mình nhấn và giữ vào mở lên rất là dễ dàng. Ở mặt trong này chúng ta cũng sẽ có đèn tín hiệu của thể hiện cái tình trạng pin này hay là những cái chế độ của gimbal. Và ở phía giữa như các gimbal khác thì mình sẽ có một cái nút joystick để điều khiển cái camera. Ở bên dưới này thì chúng ta sẽ có một cái bánh xe để điều chỉnh những cái chế độ trong cái gimbal, thì nó sẽ có tổng cộng là 6 cái chế độ. Tuy nhiên là anh chị không cần phải nhớ hết những cái chế độ trong đó, mình chỉ cần là nhớ ở phía bên trái của cái bánh xe này thì mình nhấn 2 lần nó sẽ khóa cái chế độ ngang của gimbal đi, thì cái camera theo trục ngang nó sẽ bị khóa. Còn nếu mình nhấn 3 lần liên tục á thì nó sẽ khóa cái trục dọc. Còn nếu mà mình giữ lâu vào cái phím bên trái đó luôn thì nó sẽ xoay cái gimbal theo cái chiều nghiêng. Đấy, lúc này thì mình sẽ xoay được cái camera hay là cái gimbal của mình theo cái góc nghiêng được. Như vậy thì tóm lại, nếu như mà anh chị muốn xoay cái cổ tay mình đến đâu, camera nó quay tới đó, thì mình chỉ cần bật hết những cái đèn tín hiệu ở trên chiếc gimbal. Thứ nhất là bật 2 lần liên tục nè, thứ hai là mình bật 3 lần liên tục. Một cái tính năng mà em nghĩ là nhiều người dùng quan tâm cũng như là được hãng giới thiệu trong cái đợt ra mắt của chiếc gimbal Mini Mi này á, là cái khả năng mà nó sẽ xoay cái camera cũng như là mình xoay cái gimbal theo vòng tròn để tạo ra được những cái góc quay mà nó thú vị hơn, hay là cái góc quay nó nghệ thuật hơn ấy. Thì để mở cái tính năng này thì mọi người nhấn 3 lần liên tục vào cái nút trên. Một cái tính năng nữa đó là chiếc gimbal này nó sẽ có khả năng quay 180 độ phục vụ cho nhu cầu tự sướng của anh chị em. Mình sẽ nhấn 3 lần liên tục vào cái nút phía dưới. Sau tất cả, nếu như mà mọi người muốn quay trở về mặc định ban đầu của cái chiếc gimbal khi mà mới bật lên thì mình sẽ nhấn 2 lần liên tục vào cái nút phía dưới này luôn. Gimbal Moza Mini Mi thì cho cái dung lượng pin của mình lên đến là 10 tiếng để đảm bảo cho anh chị và các bạn quay 1 đến 2 ngày vẫn không sao. Hoặc là nếu như mà mình thích quay nhiều hơn, chữa cháy cho những lúc mà điện thoại mình hết pin, thì chiếc gimbal này cũng sẽ hỗ trợ là sạc có dây thông qua cổng USB out ở trên đây, hoặc là sạc không dây thông qua cái bo mạch ở bên trong này. Phía trên này thì mình sẽ có những cái lỗ ốc chờ mặt trên, mặt dưới và ở ngoài sau này để mình gắn micro, đèn lát hay là thậm chí là gắn vào cái chân đế để mình giữ cái chiếc gimbal này luôn. Một điểm mà mình rất là thích đối với chiếc gimbal Moza Mini Mi này là nó sẽ có tặng kèm theo một cái chân đế bao que như thế này để mình yên tâm gắn vào cái chiếc gimbal và dựng ở những cái mặt phẳng, thay vì những chiếc gimbal khác không có thì mình rất là sợ khi mà để cho nó đứng lên.